cái luôn, chào bà con, chào đại gia đình nha, rồi căng như dây đờn rồi. Đó, Lan mới lên tuyên bố nha. Thứ hai này cho Sơn Sàm lên phường uống nước trà. Chà chà, căng quá, căng quá. Thôi, hát tặng Lan bài nha. Đó, Sơn Sàm biết là cái thời gian mà Lan nghe Sơn Sàm hát không còn nhiều đâu nha. Hát bài rồi nói tiếp nè, tình hình bây giờ căng như dây đờn rồi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha, Lan à. Ngày nào anh yêu Lan, anh cắn Lan ngay chỗ đó còn bầm. Ngày nào anh hôn Lan, anh cắn Lan vẫn còn bầm chỗ đó. Xưa hôn Lan trong bụi lùm, bị kiến nó cắn gần chết. Nay hôn Lan trong phòng, trời ơi rất là sung sướng. Lan hỡi Lan, có phải vì kiến cắn mà chỗ đó anh rất to. Ngày nào anh đi Charlie, trời ơi đi Charlie thì sao nè, ai mà chạy xe Charlie nữa, chạy Charlie tới sao nè. Mẹ của Lan chạy ra kéo cửa rào. Ngày nay anh đi Camry, mẹ của Lan hỏi sao Sơn Sàm nó không tới. Xưa hôn Lan một lần, bị má Lan đánh gần chết. Nay hôn Lan ngàn lần, ổng bả kêu là chàng rể. Lan hỡi Lan, có phải tiền trong túi là lời nói anh mới linh. Khi mới quen nhau anh hay nắm tay anh dò dò. Ban đầu một tay rồi lại tay thứ hai, quyết không cho mà nàng đứng lên chửi thề. Tổ bà mẹ mày tự nhiên nắm tay tao. Thôi nghe Lan ơi, khi anh nắm tay anh xin đàng hoàng. Không mà cho thì thôi, tại sao chửi má anh. Má anh đâu làm gì để Lan buồn lòng. Cái đồ mất dậy là cái răng không còn dài. Thôi rồi ta đã xa nhau, nó kể từ đêm pháo đỏ rượu nồng. Rồi Lan ơi, nói cho Lan nghe nè. Lan nói là thứ hai này, Lan sẽ cho Sơn Sàm của những mấy anh em lên phường uống nước trà. Đó, Lan sẽ lên clip, lên phản biện chăm sóc. Đó. Nhưng mà nói nhỏ nghe nè, không biết Lan có ở nhà tới thứ hai để làm clip hay không nha. Nghe. Không, cái này tôi nói thiệt nha. Tôi nói câu chân tình đó quý vị. Là người ta sẽ thó Lan đó. Là không biết Lan có ở tới thứ hai hay không nha. Đó, có thông tin rồi đó nha. Có thông tin rò rỉ rồi đó. Lan đừng có cãi. Đó, Lan đừng có bướng nha. Đó, người ta sẽ ấy nha. Đó, người ta sẽ ấy Lan đó. Có rồi đó, có thông tin rồi đó. Đó, Lan đụng nè, Lan đụng tùm lum nè. Đó, đụng thẩm phán cái vụ của bà Phương Hằng nè. Đó, rồi đụng cái vụ trại giam An Phước nè ha. Đó, còn hơn nữa nè, trước đây nè, trước đây thời gian trước đây Lan đã rất nhiều lần, rất nhiều lần đó, đụng vô cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt là công an quận Gò Vấp và công an thành phố Hồ Chí Minh. Đó, Sơn Sàm có đầy đủ clip ở đây. Đó, sẽ đưa cho tất cả quý vị xem. Đó, xem đi xem lại tất cả những bằng chứng. Đó, con Lan nó đụng người này, nó đụng người kia. Đó, nó đụng rất là nhiều người. Đó, cho nên quý vị yên tâm. Đó, tôi nói quý vị, con Lan nó sẽ đi. Tôi nói cái này mọi người cứ nói tôi là câu view câu like này nọ, nhưng mà đợt này là nó sẽ đi nha. Đó, nếu mà nó lên nó chửi Sơn Sàm, đó, nó chửi Lý Lắc, nó chửi Kiệt Tân Đạt, nó chửi Hương Quảng Châu, đó, nó chửi Gắt Việt thì không sao nha. Đó, vừa rồi là đụng tùm lum hết trơn rồi, đụng cơ quan chức năng nhiều lắm. Mà lên mày chửi tùm lum trên đó, đi Lan à. Không ở qua tuần sau đâu, bữa nay thứ bảy rồi nè. Đó, đúng ra là tuần này đó. Nha, thôi thứ bảy chủ nhật ở nhà cuối tuần đi chơi cái gì ăn đi. Nhớ nè, nhớ cầm lược nha, lược chảy đầu, vali, kem đánh răng rồi các kiểu chuẩn bị sẵn đi nha.
Đó, cái này là nói thiệt, nói chân tình chứ không phải là nói xạo đâu. Đó, rất là nhiều video clip sơn sàm. À quên. Rất là nhiều video clip Đinh Lan nói về cơ quan chức năng công an Gò Vấp và công an Tân Bình, công an thành phố Hồ Chí Minh. Đó, xíu nữa tôi sẽ đưa cho quý vị coi clip đó ha. Đó, còn cái câu chuyện mà Lan đụng vô bà Phương Hằng thì nó nhiều lắm rồi. Đó, đụng vô ông Dũng nè, đụng vô Quỹ Hằng Hữu nè, đụng vô Đại Nam nè. Đó, nói người ta là doanh nghiệp này doanh nghiệp kia này, đó là cái đó là nó đi nó ok rồi, nó nằm ở cái lĩnh vực đó là giữa là dân sự, mọi người là mọi người với người này với người kia đó ha, đó cái người này với người nọ đó. Còn cái phần mà Lan là đụng vô cơ quan chức năng thì nó là nhiều nữa, nhưng mà cái lần này là cái lần mà Lan sẽ bị bớ là vì Lan đụng vô cơ quan chức năng đó. Cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng đó, Đinh Lan nói là những cái người thẩm phán đó người ta làm gì đó sai này sai kia. À, vụ đó là cái gì tham nhũng tham nhiếc gì đó. Rồi mới đây nhất là cái vụ trại giam An Phước này, cái này là giọt nước tràn ly, cái này là giọt nước tràn ly đó. Lan sẽ đi vì cái này nha, đó, sẽ đi vì cái vụ mà được công kích vô cái cơ quan chức năng nha, rồi gửi đơn chỗ này chỗ kia làm phiền, thấy không? Đó, rồi khi mà họ sẽ bắt Lan một 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 lần rồi bắt đầu là sẽ điều tra mở rộng đó, quý vị thấy chưa? Đó, như là cái vụ của Điền Võ, quý vị biết không? Cái vụ của Điền Võ đó là bị bắt theo như cái vụ là gây rối trật tự công cộng với lại Sơn Mặt Quỷ đó, nhưng mà vô đó họ bắt vô đó không phải là họ xử cái vụ Sơn Mặt Quỷ không đâu đó, họ sẽ điều tra mở rộng nhiều lắm. Điền Võ bây giờ cũng mệt mỏi đó quý vị, rất là mệt mỏi tại vì liên quan đến rất là nhiều vụ đó. Lan cũng vậy, Lan sẽ bị tóm vì cái vụ mà nói trại giam này trại giam kia nè, nói về cái vụ bà Hằng được đặc xá không đúng quy định nè, đó viết đơn kia nè, đơn này đơn nọ nè đó, nhưng mà sẽ điều tra mở rộng thêm rất là nhiều nữa. Lan là một nùi đó, một lùm luôn ha. Đó, cho nên bây giờ mọi người cứ nói tôi câu view câu like thiệt khổ ghê á đó. Nhưng mà cái này là dự kiến rồi nghe quý vị, đó có dự kiến rồi nghe. Quý vị yên tâm đi, không có cái chuyện mà nó ngồi lên nó chửi được đâu. Đó, bây giờ quý vị coi nè, đó, coi clip nó nói về cơ quan chức năng này, đó một đây một đống này tôi thu thập hết trơn này. Cái này là không phải là nói về chị Hằng nha, cái nói về chị Hằng nói về Đại Nam thì tôi để riêng một tập, đó, nói về cơ quan chức năng tôi để riêng một tập nha. Đó, quý vị coi nè, coi sơ qua đi. Gia đình tao và tao Đinh Thị Lan luôn luôn tha thứ, họ sửa đổi chứ không bao giờ tố cáo họ, tại vì khi những người ở trong lực lượng vũ trang công an mà khi mà mình tố cáo thì người ta sẽ dừng ngay việc nâng nâng lon thả nó bật hoặc là để điều tra, không bao giờ được thăng quan tiến chức đâu. Nói thẳng luôn á, ta chưa bao giờ tố cáo bất cứ một cái người nào đang đương chức đương quyền mà đang có một cái cơ sở tiến thân. Luôn luôn lúc này Đinh Thị Lan này luôn luôn mở đường cho những người đó đều sửa. Trời, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, sửa đổi đi để vụ việc của mình nó được giải quyết mà được. Nè, tao quỳ tao lại mày, tao nhận mày, mày đồ của tao lại mày, mày bớt khùng giùm tao đi ha. Cái này điều tra viên nha, triệu tập, tôi làm cho một triệu tập ha. Bà Nguyễn Phương Hằng đang là quậy phá chính quyền Việt Nam hơn 10 tháng rồi. Công an thành phố nếu như thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra ha, hoặc là phó thủ trưởng ký cái giấy triệu tập thì tôi đi. Còn cái chuyện mà điều tra viên này hả, tôi không đi nha. Làm cái việc gì mà đi tố cáo tôi hả? Tố cáo tôi việc gì? Về việc găng tay hả? Găng ngày 18 tháng 1 đưa ra cái quyết định mời tôi lên để việc bà Hằng tố cáo tôi. Ủa, đâm sầm vô phá cái nhà máy găng tay của bà hả? Tôi chỉ lên cái clip của tôi đưa lên bình thường, là chỉ cái việc là thực hiện cái việc mà găng tay của Hoàng Kim Dung bóc ra là của Đại Nam thôi. Còn tất cả những cái gì trên YouTube, trên cái kênh Lan Linh không còn. Còn tất cả những cái gì trên YouTube, trên cái kênh Lan Linh không còn. Ngày hôm nay nếu mà tố cáo tôi là bôi nhọ doanh nghiệp, tất cả những cái thông tin Đại Nam nợ, nợ tiền, tổng số tiền cái khu du lịch Đại Nam như thế nào đó, Google nó thông báo ha. Tất cả mọi thứ cứ bấm vô tổng số nợ của Đại Nam, hiện tại giờ mất khả năng chi trả nha. Còn cái việc mà điều tra viên mà mời tôi, điều tra viên thượng úy Trần Vĩnh Phước, đây là giấy triệu tập lần một, ok lần một tôi ký nhận để tôi lấy cái văn bản này thôi nha. Nhưng mà quên đi, lần hai mời đi, găng tay của Hoàng Kim Dung bóc ra là của Đại Nam thôi. Còn tất cả những cái gì trên YouTube, trên cái kênh Lan Linh không còn.
còn tất cả những cái gì trên YouTube, trên cái kênh Lan Linh không còn. Rồi, cuối chương trình như thường lệ thì Sơn Sàm xin giới thiệu một số sản phẩm của gia đình Sơn Sàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo. Ở trong cái Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan. Thì đây là sản phẩm của gia đình Sơn Sàm nha, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Các anh chị ở nước ngoài thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Đó, các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp số này gặp Sơn Sàm để đặt hàng. Thì ở trong này nó có cả trăm sản phẩm rất là nhiều, nhưng mà mỗi video thì Sơn Sàm giới thiệu 2-3 sản phẩm thôi để bà con mình dễ dàng tham khảo ha. Đầu tiên thì xin giới thiệu một cái sản phẩm mới nhất luôn, mới nhập về. Đây là cái viên uống hào tươi. À, hào nha quý vị, viên uống hào tươi nano 5 trong 1, cải thiện sinh lý một cách cực kỳ ok nha quý vị. Đó, này dành cho các cái đấng mày râu. Đó, các anh nào mà sinh lý yếu nha quý vị. Sinh lý yếu. Đó, một hộp này là 120 viên nha. Dùng một liệu trình 2 đến 3 hộp thì thôi rồi. Đó, sáng dậy là phất cờ ha, giác súng chạy một vòng. Đó, ông uống bà khen. Đó, mấy bà vợ mà chồng sử dụng cái này rồi thì buổi sáng thức dậy vừa quét sân mà vừa hít sáo là biết rồi. Đó, rồi cực kỳ hiệu quả trong việc cải thiện sinh lý đàn ông nha quý vị. Một hộp này 120 viên, em bán 2,1 triệu nha quý vị. 2,1 triệu. Rồi, tiếp theo là sản phẩm salon bath đây. Cái salon bath đây, salon bath của Nhật. Nói về salon bath của Nhật thì thôi rồi ha quý vị. Nhất cái răng đó, nó dán là bắt đầu mới dán vô là nó lạnh, nó mát lạnh, bắt đầu là khoảng vài phút sau là nó nóng. Nó nóng cả ngày và đặc biệt là nó dính cứng ngắc, nó không có rớt như là mấy cái salon bath bình thường của mình quý vị. Salon bath của Nhật nè, một hộp này 140 miếng dùng dễ gì hết quý vị. Dùng dễ gì hết, cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, đau nhất hay chỗ nào là mình dán vô thì thôi rồi đúng không? Rất là đã luôn. 140 miếng nha. Em bán 590 ngàn. 590 ngàn quý vị. Rồi. Rồi tiếp theo là đây, cái gel trị hôi nách. À, gel trị hôi nách nha. Đó, các anh chị nào bị những cái bệnh về nách. À, bị viêm cánh á, viêm cánh cũng như là dở cái nách lên giống như là kẹp con móng cá linh trong đó. Thì đây, sử dụng một liệu trình 2-3 hộp như thế này là đánh tan mùi nha quý vị, không còn hôi nách nha. Và đặc biệt cái sản phẩm gel này nó giữ được mùi á, nó giữ được mùi tới 48 tiếng đồng hồ luôn quý vị. 48 tiếng đồng hồ nha, không có mùi gì hết nha. Dùng một liệu trình mà gọi là 3-4 hộp như thế này thì nó đỡ 80-90% rồi. Gel trị hôi nách 350 ngàn một tiếp này thôi, 350 ngàn. Rồi, tiếp theo là gì? Đây, cái gel xoa bóp tĩnh mạch. À, các anh chị nào bị suy giảm tĩnh mạch đó, nó tắc nghẽn tĩnh mạch rồi nó bị sưng lên những cái đường gân máu nó phồng phồng luôn quý vị, đau nhất. Thì cái gel này mình thoa vào cái chỗ mà bị sưng, bị tắc nghẽn tĩnh mạch đó, mình thoa vào mình massage. Đặc biệt cái này mình thoa ngày 3 lần nha. Mình thoa đó mình phải xoa massage cả nửa tiếng đồng hồ, cực kỳ đã, nó làm nới rộng những cái mạch máu mình ra, máu nó lưu thông cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi Glucon, cái này là gel suy giảm tĩnh mạch, 750 ngàn, 750 ngàn nha. Rồi tiếp theo là dầu nóng xoa bóp Yoko. Đó, các anh chị đi chơi thể thao nè, hoặc là đi rẫy đi rụng rồi ha. Ồ, đau nhất hay là bung gân hay kiểu, hay là muốn căng cơ các kiểu đó, mình thoa vào nó nóng đã luôn, dầu nóng xoa bóp nha. Đó, đặc biệt các anh nào đi đá banh nè, đó, đá banh thể thao nè, hoặc là đi rẫy đi rụng các kiểu, dầu nóng cực kỳ đẹp, cực kỳ tốt. Đó, 290 ngàn một chai, 290 ngàn. Rồi, tiếp theo em xin bán cái gọi là gì? Đây là giảm cholesterol. Đó, cái viên uống này hỗ trợ mỡ máu và cholesterol. Đó, các anh chị nào mà bị mỡ máu nhiều, mỡ máu cao, là mỡ trong máu nè và cholesterol các kiểu đó nha quý vị, thì đây cái viên này, một hộp này 168 viên, 168 viên cải thiện về cholesterol cũng như là mỡ trong máu cực kỳ hiệu quả. Rồi 1,3 triệu nha, 1,3 triệu, 168 viên. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể vào truy cập nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn, các anh chị trong nước thì gọi điện trực tiếp số này gặp Sơn Sàm ha. Rồi, à, đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không có bán hầm tùm bậy, em không quảng cáo cho ai cả, em là người chịu trách nhiệm về cái chất lượng sản phẩm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ điện thoại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, cả nhà yên tâm nha, yên tâm về chất lượng. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau. Chào tạm biệt.